trên đuôi dài nha ông chú. Đuôi dài. Con này không biết nói, bên nhà ông bác có con chim biết nói cơ. Con chim yểu mới nói cơ. Con này là loại gì nhỉ? Đẹp phết, mỏ chân đỏ, mỏ đỏ. Con này nuôi lâu phết đấy nha. Cái chuồng hơi bé này. Cái đuôi dài. Ai da. Có cái màu trắng kìa. Trên đầu có màu trắng tinh. Đấy. Cái lồng chim ngay bên dưới cái ổi. Cái ổi hơi sai quạ nha anh em. Bọc hết vào rồi kìa. Còn cây khế ngọt nữa, anh em ăn khế ngọt thì thông báo nha. Quả đây kìa. Đấy, đây quả kìa.